Con ngủ một lát đi. Con đã thức suốt mấy đêm chăm sóc mẹ rồi. Con không sao đâu, mẹ cố ăn hết bát cháo này cho nhanh khỏi bệnh. Giá như bố con còn sống, giá như nhà mình không nghèo, thì con cũng được học hành như chúng bạn rồi. Ai mua xổ số đi. Con sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, kiếm tiền để gia đình mình thoát nghèo, dù con phải đi nhặt xác, hay làm trong hầm mộ, hay ở trên cao. Phải mang vác nặng. Hay trong môi trường hóa chất độc hại, con cũng cố. Nhưng con đã không lường trước được những nguy hiểm đang rình rập. Con không nghĩ rằng việc sử dụng lao động trẻ em, lợi nhỏ trước mắt nhưng hại lớn lâu dài. Nghiêm cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm các công việc nặng nhọc, độc hại. Hãy chấm dứt lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh.